Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Tâm Family. Rất vui được gặp lại các bạn ở video này. Với một cách làm mới và một điều thắc mắc là tại sao có bánh tét trứng muối mà bánh ít trứng muối thì không? Hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho các bạn cách gói bánh ít trứng muối nha. Và ăn rất là ngon bởi hương vị của bánh rất là đặc trưng. Bánh được bao bọc ở bên ngoài một lớp lá rất là dân dã. Đây cũng là một món bánh quê. Do mình biết cách biến tấu thì bánh sẽ đa dạng hơn. Nếu các bạn yêu thích món bánh này, mình mời các bạn cùng làm chung. Còn video mà mình chia sẻ các bạn xem hữu ích thì cũng đừng quên ủng hộ mình nha. Bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiện theo dõi những món bánh mới từ kênh mình. Đặc biệt với cách làm này, bánh các bạn để lâu cũng không lo bánh bị cứng. Và mình mời các bạn cùng xem cách của mình làm món bánh này như thế nào nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm phần nhân bánh là nhân đậu xanh. Mình chuẩn bị 150g đậu xanh, mình đã ngâm nước được 2 tiếng để cho đậu mềm, sau đó vo rửa sạch, cho vào nồi một lượng nước gấp đôi. Bắt lên bếp mình sẽ nấu với lửa lớn, với mình nấu đậu không đậy nắp. Nấu được khoảng 20 phút thì lượng nước đã xăm sắp lại như vậy, mình bóp hạt đậu chín mềm. Rồi mình sẽ đợi cho phần đậu này nguội nha, sau đó cho vào máy xay sinh tố để mình đem xay cho thiệt là nhuyễn mịn. Đậu sau khi đã được xay nhuyễn mịn thì mình sẽ cho qua một cái chảo, mình đem mình xên lại nha các bạn, để cho phần nhân đậu xanh được dẻo hơn. Đảo đều tay với lửa vừa để cho nhân đậu này được dẻo nha. Nếu các bạn không thích nấu đậu thì mình có thể hấp. Rồi mình cho vào đây là 2 muỗng canh đường, 1 phần 2 muỗng cà phê muối. Với nhân đậu này mình làm mặn mặn ngọt ngọt, không làm quá ngọt nha. Vì mình cho trứng muối vào bên trong nữa các bạn. Tiếp tục đảo đều tay để cho đậu không có bị khét. Đảo đều tay một lúc thì mình sẽ cho một muỗng canh dầu ăn và gốc hành lá mình đảo phi cho vàng. Cho vào như vậy sẽ giúp cho phần nhân đậu thơm và ngậy mùi hơn, ăn rất là ngon. Nếu các bạn không thích thì mình bỏ qua nha. Nhìn lúc này phần nhân còn chưa được dẻo lắm, tiếp tục đảo đều tay. Đến khi nào đậu không còn dính vào chảo và dẻo hơn thì lúc đó mình sẽ tắt bếp. Xên đậu mình phải chịu khó và kiên nhẫn để cho nhân được ngon hơn. Với phần đậu này mình xên trong vòng 25 đến 30 phút thôi các bạn thì mới dẻo được nha. Đó, lúc này đậu cũng đã bắt đầu dẻo và không còn thấy dính vào chảo. Như vậy là được nha các bạn. Mình có thể nêm nếm theo vừa khẩu vị của mình nha. Rồi mình sẽ tắt bếp và đợi cho nhân đậu này được nguội, sau đó vo viên. Nhân đậu lúc này cũng nguội và bên đây mình chuẩn bị 10 cái lòng đỏ trứng muối. Thì với phần nhân này mình làm tùy theo các bạn tạo là nhân lớn hay nhân nhỏ mà số lượng bánh cũng khác nhau nha. Thì nguyên một trứng muối như vậy cho vào cái bánh ít thì rất là lớn nên mình dùng kéo mình cắt ra làm đôi nha các bạn. Hoặc là làm tư đều được. Thì với mình thích ăn trứng muối nhiều nên mình cắt cái lòng đỏ trứng muối này ra làm hai thôi. Rồi mình lấy một lượng đậu vừa phải mình dàn mỏng ra, sau đó cho nửa cái lòng đỏ trứng muối vào. Trứng muối khi mua về các bạn rửa sạch qua rượu trắng nha. Để cho trứng khử đi được mùi tanh. Đó, mình cho vào đậu xanh ở bên ngoài và vo cho thật là chặt. Và tương tự y như vậy mình sẽ chia đều ra. Thì với lượng nhân như vậy mình làm được 16 viên nha các bạn. Lòng đỏ trứng muối còn dư lại 2 cái thì mình cất vào tủ lạnh. Hôm nay mình nhồi bột bằng khoai lang tím để cho có màu đẹp và bánh sẽ mềm dẻo hơn. Mình dùng 200g khoai lang tím, gọt vỏ và rửa sạch, sau đó cắt thành những khoanh mỏng cho vào nồi mình nấu nha các bạn. Thì cho khoảng 300ml nước để mình nấu. Nấu đến khi nào khoai chín mềm thì mình sẽ tắt bếp và vớt khoai ra nha. Rồi lúc này mình nhồi bột, mình dùng là 400g bột nếp, mình sử dụng là bột nếp Thái. Sau đó phần khoai lang mà mình đã vớt ra mình cho vào chung. Tranh thủ cái lúc khoai còn nóng mình nhồi bột như vậy sẽ giúp cho vỏ bánh mềm hơn. Rồi lúc này mình rửa tay sạch hoặc mang bao tay vào và mình nhồi bột từ từ. Khoai lúc này còn nóng nên các bạn làm cẩn thận, không thì mình bị phỏng tay nha. Đó, tranh thủ lúc khoai còn nóng thì sẽ mềm và mình nhồi sẽ nhanh hơn. Rồi mình nhồi từ từ nha. Đây là một món ăn rất là ngon luôn các bạn. Để cho vỏ bánh được đậm đà cho vào 1 phần 2 muỗng cà phê muối. Và mình cho vào đây là 3 muỗng canh đường. Nếu các bạn thích ăn da lạc hơn thì mình giảm đường lại.
Khi mà mình nhồi thấy khoai đã mềm dẻo hết rồi đó các bạn, lúc này mình cho nước ấm là nước mà lúc nãy mình nấu khoai lang tím á, mình sẽ cho ra một cái ca nha. Thì lượng nước dao động từ 250 đến 300 ml. Vì còn tùy theo là bột mới hay bột cũ, các bạn cứ cho từ từ để mình nhồi. Nếu mà vừa tay rồi thì mình ngưng, còn nếu mà bột khô thì mình có thể thêm nước nha. Vì lượng nước thì khó khi nào chính xác lắm, bột thì mỗi nơi mỗi khác. Đó, tiếp tục nhồi, nhồi đến khi nào không còn thấy bột khô. Mình nhồi bột khoảng 20 phút để cho bột được mềm dẻo hơn. Và nếu mà khô quá thì bánh cũng bị cứng nha các bạn. Do mình làm nhân mặn với trứng muối nên phần vỏ bánh thì mình làm hơi ngọt ngọt, hòa quyện vào nhau ăn sẽ ngon. Còn nếu các bạn thích ăn da lạc thì mình không có cho đường, mình chỉ dằn một xíu muối thôi. Thì tùy theo sở thích và khẩu vị của gia đình mà các bạn có thể chế biến nha. Để vỏ bánh ngon hơn, khi mà mình nhồi bột mềm dẻo như vậy, mình cho vào khoảng là 100g dừa non bào sợi, là dừa cứng cải các bạn, hay còn gọi là dừa làm mứt á, mình bào sợi ra mình cho vào. Khi mà các bạn thưởng thức thì sẽ giòn sừng sực bởi những cái cọng dừa như vậy, ăn sẽ ngon và béo hơn. Còn nếu mà mình không thích thì mình có thể bỏ qua, không cần phải cho nha. Như vậy là mình đã nhồi xong cái phần vỏ bánh này nè các bạn, bột rất là mềm dẻo, không quá khô. Nhân bánh và vỏ bánh mình đã chuẩn bị xong rồi nè các bạn. Tiếp tục là lá chuối. Và đây là lá mà mình cho vào ngăn đông tủ lạnh. Khi nào xài thì mình chỉ cần xả đông trước 1 đến 2 tiếng để cho lá dẻo. Mình không cần phải hơ hoặc là mình trụng nước sôi phơi nắng gì hết, rất là đơn giản. Rồi dùng khăn ẩm mình lau cho thật là sạch nha, để cho lá chuối có cái độ dẻo dai, trong quá trình gói bánh thì không có bị rách. Mình sẽ thoa mỏng một lớp dầu ăn. Lá thì chọn khoảng là 30 cm. Vì mình làm ở nhà nên cũng không có mấy là chính xác lắm nha các bạn. Chỉ cần lá vuông vuông, dài 30 và ngang 30 là được. Đó, mình sẽ lấy cái bề trái của lá, mình sẽ thoa mỏng dầu ăn. Sau đó lấy một lượng bột vừa phải. Tùy theo các bạn thích bánh lớn hay bánh nhỏ, hoặc là da dày hay da mỏng mà mình tạo hình. Đó, rồi cho viên nhân vào giữa túm bột vo tròn. Mình vo cho thật là chặt để cho bột ôm chặt vào cái viên nhân. Như vậy cái bánh sẽ ngon hơn. Thì với cách gói bánh này cũng tiết kiệm được lá, mình chỉ dùng một lá thôi. Rồi mình sẽ xếp lá như vậy, các bạn theo dõi nha, đừng rời mắt màn hình. Đó, mình sẽ xếp như vậy nè các bạn, rất là dễ. Một hai cái đầu các bạn làm chưa quen tay thì hơi khó. Rồi mình gói từ từ thì sẽ quen, bánh sẽ đẹp hơn. Đó, mình bung lá ra như là một cái quặng ha. Mình chia sẻ chi tiết để cho các bạn dễ dàng thành công. Còn nếu các bạn khéo tay hơn thì các bạn có thể làm đẹp và ngon hơn nha. Với bánh tét nhân thịt đậu trứng muối mình chia sẻ cũng rất là nhiều video. Nhưng với bánh ít thì chưa. Hôm nay có dịp làm mình chia sẻ đến cho các bạn cùng xem. Mình thoa mỏng thêm một lớp dầu ăn ở bên trên nữa nha các bạn. Thoa đều luôn. Rồi mình cho viên bột mà mình vo nhân vào giữa lá. Và bên đây mình sẽ sửa cái góc lá lại. Và ở đáy bánh thì mình làm sẽ là hình chữ nhật 4 góc nha các bạn. Rồi mình sẽ bẻ góc lá lại như vậy. Các bạn có thể chỉnh sửa lại để cho cái góc lá được đẹp. Rồi từ từ mình sẽ bẻ những cái góc này đều lại với nhau. Và cái lá dư cuối cùng này mình sẽ gài vào trong lá nha các bạn, để giữ được cái phần lá không có bị bung ra. Đây các bạn thấy nè, mình sẽ nhét vào trong cái đáy bánh như vậy. Đó, như vậy là mình đã gói xong một cái bánh ít. Vừa tiết kiệm lá mà vừa tiết kiệm dầu ăn. Không như cách làm ngày xưa, mỗi một lần gói bánh là tốn hết 5 lít dầu ăn á các bạn. Lá thì phải dùng từ 2 đến 3 lá. Và người gói thì cũng cần phải từ 1 đến 2 người, một người bắt bánh và một người gói bánh. Gói lá ngoài lá trong, mình thấy rất là rườm rà luôn. Còn với cách làm này thì rất là đơn giản. Rồi tiếp tục mình cũng làm y như vậy với những cái bánh còn lại. Đây các bạn nhớ gài cái góc lá vào cho thiệt là chặt nha. Đó, và chỉnh sửa lại. Thì như vậy mình gói xong 16 cái bánh ít rồi nè các bạn.
Bánh cao hay lùn hay là lớn hay nhỏ là do mình tạo hình bánh nha. Rồi mình sẽ để cái bánh như vậy, cái đường xếp này các bạn để lật xuống dưới, để cho hơi nước không có bị lọt vào lá làm cho bánh bị ướt nha các bạn. Với cách truyền thống thì các bạn cũng nên hấp bánh như vậy. Đó, mình để úp xuống như vậy nè. Lúc này mình sẽ cho bánh vào nồi, hấp cách thủy trong vòng là 45 phút để cho bánh chín hoàn toàn luôn. Mình hấp với lửa lớn nha. Hấp bánh được 45 phút mình dỡ nắp ra, bánh rất là thơm nha các bạn. Ở phần đáy bánh nếu mà mình gài không chắc thì sẽ bị bung, nhưng một lát mình sẽ chỉnh sửa lại. Bánh lúc này cũng nguội rồi nè các bạn. Nếu mà bị xước ở phần đáy bánh thì các bạn có thể gài lại nha, không sao hết. Quan trọng là bánh của mình không có bị chảy ra. Đây các bạn thấy bánh không có bị nhiễu hơi nước vào lá. Đó, mình gỡ ra như vậy nè. Một cái bánh ít chỉ cần một miếng lá thôi ha các bạn. Thoa mỏng một lớp dầu ăn, bánh không có bị dính vào lá nữa. Đây các bạn thấy cái bánh ít nè, chạy chớp lên trên và rất là mềm dẻo, màu tím thì rất là tự nhiên. Đây là khoai lang tím Nhật nên cho mình ra cái màu tím như ý. Và có cái gân dừa trắng trắng các bạn nổi lên nó rất là đẹp nha. Nếu mà các bạn làm bằng bột năng thì còn đẹp hơn, vì đây là bột nếp nên bột không có trong như là bột năng. Nhìn cái bánh rất là hấp dẫn, bánh rất là mềm dẻo. Mình sẽ cắt bánh ra mời các bạn cùng thưởng thức, cũng như là các bạn xem ở bên trong bánh như thế nào nha. Đây bánh nè các bạn. Qua wow, lòng đỏ trứng muối mới làm có nửa trứng, mà trứng muối này lớn. Nhìn bánh rất là ngon. Mình sẽ xé miếng bánh này ra cho các bạn xem cái phần bột mềm dẻo như thế nào nha. Mình mời các bạn cùng thưởng thức. Vỏ bánh mềm dẻo, vị ngọt vừa ăn hòa quyện vào phần nhân mặn mặn, ăn rất là ngon. Vì ở bên ngoài cái lớp vỏ bánh mình cho một ít dừa sợi, các bạn ăn giòn sừng sực, làm cho món bánh này rất là ngon, thơm lắm. Và món bánh này mình ăn cũng không ngán như là bánh mà các bạn làm nhân ngọt nha. Nếu các bạn yêu thích cách làm của mình mời các bạn cùng làm chung. Thì bánh mà mình tự tay làm thì hương vị ăn sẽ ngon và đậm đà hơn. Nếu các bạn có thời gian rảnh thì mình mời các bạn cùng làm chung nha. Hoặc là mình có thể làm quà biếu cho bà con, bạn bè rất là hay và ý nghĩa. Cũng gần đến Tết rồi, mình làm món bánh này ăn đi các bạn, ngon lắm. Vừa thay đổi khẩu vị mà mình vừa thêm được một món bánh mới. Video mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng nha. Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm chuông để tiện theo dõi những món bánh mới từ kênh mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Sự quan tâm ủng hộ của các bạn là cho mình thêm nhiều động lực để làm nhiều món bánh ngon hơn, chia sẻ đến cho các bạn cùng xem nha.